Vâng, em xin chào toàn thể các bác là thợ bẫy cò vàng trên mọi miền Tổ quốc nhé. Thì lời đầu tiên cho em gửi lời đến chúc sức khỏe toàn thể các bác. Nhiều sức khỏe nhé, nhiều thành công. Thì hôm nay là ngày 26 của tháng 4 năm 2024. Em tiếp tục đi bẫy cò của tháng 3 này. Hiện tại thì em bố trí mồi nước ok hết. Đây con diều của em này các bạn. Diều em đây, niều đá em đây nhá. Đây con bàn của em. Bàn của em kia. Em bố trí hết rồi. Đấy. Lưới rồi của em thì nó dài 50 m nhá. Dài 50 m. Cái bờ này nó bé lắm. Nó cao 1 m cây sào nó cao 1 m 2 nữa. Đấy các bác ạ. Dài 50 m. Em đánh cái bờ này. Đấy. Anh em nào có cần mua lưới bên nhà em thì em sẽ cung cấp hết lưới này. Hoặc là lấy keo, đánh keo, que nan cắp quang nhé, đều có nhé. Có vạc giả đều có luôn các bác ạ. Có cần thì cái loại gì thì em cung cấp cho các bác loại đấy nhé. Còn hiện tại thì em tí em sẽ quay kết quả cho anh em xem nhé. Vì em vừa đánh vừa quay thì nó nên nó không, hình ảnh nó không được rõ nét lắm. Như một người đánh một người quay thì nó sẽ ok hết. Cho nên có những cái nào thì bác các anh em thông cảm nhé. Và anh em nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ kênh cho em nhé. Em chào toàn thể các bác ạ.
hai con luôn nhá. Tôi em chào các bác nhá. Này buổi khai xuân của em đây, này cò diều của em này. Khai xuân của em. Khai đã mạt ngày hôm nay là ngày 24 à ngày 17 tháng 4 năm 2024 nhá các bác nhá. Đây. Buổi đầu tiên. Đấy. Làm 6 em các bạn. Hai cò bự và nó dần cò mã. Hôm nay hàng đẹp đây, em để ngoài. Em làm con gì ấy các bác. Đấy. Hôm nay quay cho các bác cái lưới của em này. Bàn của em đánh này. Này bàn của em đánh đi nha các bác nhé. Lưới này em đánh tay lưới dài 30m. Cao 1,5m thôi các bác ạ. Đây bờ của em nó chỉ bé thôi. Nó không được có bờ to. Đấy. Bác nào có nhu cầu mua lưới của bên nhà em thì em sẽ làm cho anh em nhé. Đây. Hai con cò rút của em đây. Đây con cò mồi cắm bàn đây. Đấy, nhà em có cò mồi nhá, cò bằng xốp nhá, cò mã nhá hoặc cò bợ nhá anh em nhá. Đây cái lưới này. Lưới em đánh từ năm ngoái này. Em phơi nắng phơi sương suốt cho nên là nó không phai màu luôn nhá, đảm bảo cho anh em không phai màu luôn. Đấy anh em nhìn này, đánh em giải lên trên đặt trên cánh lúa đấy là nó không có nộ lưới anh em ạ. Đấy đây bàn của em đây, bàn giấy đây. Nói chung là bàn này ra thì là dụng luôn. Còn hướng cò đi hướng này, hiện tại cò nó là với nó đang đi từ từ đông nam nhá về phía tây bắc đây các bác ạ. Đấy sáng nay em khai đào còn là được 6 em đấy, bắt đầu cò anh em báo ở vế đằng Ninh Bình là cò đi rất là mạnh rồi, còn em ở ngoài Hải Phòng nhá các bác nhá. Các bác nào cần cái nhu cầu cái loại gì thì em sẽ cung cấp hết nhá, phụ kiện bẫy chim nhà em nó có đầy đủ luôn, phụ kiện luôn mấy ngày nới đêm luôn. Anh em nào cần cái loại gì thì em sẽ cung cấp hết loại đấy. Đây, đây các bác nhìn cái bàn này được không? Cũng ok đấy nhờ các bác nhỉ. Em chào toàn thể các bác nha. Hẹn các bác video tiếp theo nhá.